Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của Thẩm Mỹ Viện chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp tục những câu chuyện thường ngày thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bạn nữ khá là xinh xắn với dịch vụ là mũi S-line 3D. Và ngày hôm nay bạn đến tái khám sau 2 tháng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Phụng là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi. Bác sẽ cùng trò chuyện với bạn và phân tích hình ảnh trước và sau của bạn nữ. Xin mời bác ạ. Xin chào tất cả khách hàng thân thương của Thẩm Mỹ Viện chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất vinh hạnh khi gặp lại tất cả những khách hàng. Và đây là một khách hàng cũng yêu quý và đã đến với chúng tôi và được thực hiện cái kỹ thuật là sửa mũi cấu trúc S-line 3D. Và hôm nay quay lại tới khám sau 2 tháng. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái hình ảnh mà trước mổ của bạn này nhé. Rồi để chúng ta sẽ nhận ra một cái sự thay đổi bất ngờ về cái diện mạo của bạn nữ xinh đẹp này. Đây là hình ảnh trước mổ của bạn. Thì ở đây chúng ta thấy trên gương mặt thanh tú này rất đẹp. Nhưng mà một cái điểm khiếm khuyết rất lớn là cái mũi nó không tương xứng hoàn toàn với đôi mắt bồ câu to tròn đẹp này và một cái đôi môi gợi cảm này. Thì ở đây cái mũi này chúng ta thấy nó bị gãy ngay cái vùng gốc mũi phải đi. Gãy rất sâu và cái mũi của xương mũi của cô bé này, khách hàng này thì nó hơi gồ ở đây. Nhưng mà cái này không phải là gồ thật sự mà nó là giả gồ, do cái radix nó thấp quá, cái góc mũi thấp quá cho nên tạo hiện tượng giả gồ, chứ thật sự là cái mũi này có cao nhưng mà không cao lắm. Và cái đầu mũi của khách hàng này ngắn hết, và hai cái rãnh ở bên cánh mũi rất sâu, nó tạo ra một cái mũi nó thô và nó gãy cho nên nó không có đẹp. Đây các bạn thấy ba khuyết điểm lớn nhất trên cái mũi này, đó là vùng góc mũi radix gãy sâu, cái mũi thân mũi thì hơi thô và giả gồ, ba là đầu mũi ngắn và nó tạo ra là một cái đường rãnh ở vùng cánh mũi. Thì trên cơ sở phân tích như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cấu trúc S-line 3D để tái tạo lại cái mũi này. Thì sau một cái cuộc phẫu thuật cũng khá là công phu của các bác sĩ bằng trái tim và nhiệt huyết của mình, thì hôm nay mời các bạn xem lại dung mạo mới của bạn này nha. Thì đây, ở một cái dung mạo mới thì các bạn nhìn đó, bây giờ tôi chưa phân tích để cho tất cả các khách hàng thân thương chúng ta nhận xét cái gương mặt này sau khi được phẫu thuật thì nó đẹp hơn và nó đẹp như thế nào. Thì khi đó tôi sẽ tiến hành phân tích cho các bạn thấy. Các bạn thấy đẹp không? Tất cả các khách hàng thân thương quá đẹp đúng không? Bây giờ trên một cái gương mặt như tôi nói hồi nãy, một đôi mắt rất đẹp, một cái đôi môi rất đẹp gợi cảm và một cái gương mặt đi lại, thì cái mũi ngày hôm nay nó hoàn toàn xứng đáng, nó tương xứng và nó xứng đáng được ngự trị trên gương mặt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy cái vùng mũi nó, chúng ta thấy nè, lúc trước nó gãy thì bây giờ nó được đẩy cao lên và nó lượn thanh thoát từ góc mũi ra tới đỉnh mũi. Nó cái vùng mũi gồ và tụi tôi đã xử lý để cho nó cũng gọn lại và thanh thoát hơn. Vùng đầu mũi được đưa ra ở vị trí hợp lý, đây là đỉnh mũi. Nó tạo với cái góc mũi môi một góc là coi như là 95 độ, góc mũi tương xứng với một cái mũi người phụ nữ là từ 95 đến 105 độ. Đó là cái mũi chuẩn trên cái tiêu chuẩn vàng của về thẩm mỹ. Thì và cái rãnh, các bạn thấy cái rãnh mà mũi cánh mũi nó đã mất hoàn toàn, đã được xử lý một cách triệt để và nó không còn một cái đường rãnh sâu như các bạn thấy là lúc ngay từ ban đầu ha. Đây là cho xin lại cái hình ban đầu. Đó, ở ban đầu các bạn thấy rằng đây là một cái rãnh mũi rất sâu và cái đầu mũi thấp hết. Thì bây giờ nó được đổi thay với một cái hình ảnh như thế này. Bây giờ thì cái đầu mũi lượng, cái góc mũi là tôi đã phân tích rồi, được đưa cao lên một cách rất là hợp lý và cái thân mũi gồ thô được xử lý và thon gọn lại và nó có một cái đường lượng từ trong ra. Nếu mà nói theo dân gian hồi xưa gọi là mũi dọc dừa đó, thì khi cái đầu mũi vị trí mới rất hợp lý, tạo một góc mũi môi là 95 độ và mất hoàn toàn cái rãnh các bạn, cái rãnh cánh mũi là sâu hồi nãy các bạn thấy xấu hoàn toàn mất, và đầu mũi bây giờ nó không thô nữa và nó thon gọn lại, một cái mũi rất tuyệt vời sau một cái coi như là thời gian phẫu thuật và đến nay tái khám lại là 2 tháng. Thì bây giờ trên gương mặt này rất đẹp và không có cái gì mà để chúng ta cảm thấy mà băn khoăn nữa. Hồi trước là
Bây giờ chắc em cũng có một vài lời trao đổi với lại tất cả khách hàng về cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cảm giác của mình sau khi 2 tháng làm cái vụ cho em. À, em nói to lên tí. À, em cảm thấy hài lòng. Đấy, thì các bạn thấy đó là khách hàng này thì rất dễ thương và có lẽ là cổ cũng bất ngờ với cái vẻ đẹp và đổi thay của mình, cho nên cổ cũng xúc động cũng không nói được nhiều lời. Thì chúng ta chỉ được nghe ra cô nói rất là thật và rất là bằng trái tim của mình, đó là cổ rất hài lòng về một gương mặt này, một sự đổi thay rất 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 ngỡ ngàng kinh ngạc sau một cái cuộc phẫu thuật để mà chỉnh sửa mũi cấu trúc 3D ha. Lại thì ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng vẻ đẹp là ngày xưa là do ông trời, do cha mẹ cho mình, nhưng ngày hôm nay thì tất cả bác sĩ bằng những cái kỹ thuật tiên tiến mà trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng sẽ cố gắng mang lại cái vẻ đẹp cho tất cả chị em phụ nữ, để cho họ tự tin hơn, họ coi như là cảm thấy tự hào và cảm thấy yêu đời hơn về cái vóc dáng của mình, vẻ đẹp của mình, không còn những cái nỗi băn khoăn tự ti mà trước đây. Thì khi mà phẫu thuật thẩm mỹ, những kỹ thuật mới này chưa phát triển thì họ cũng sẽ chấp nhận một cái vẻ coi như vẻ đẹp không toàn mỹ của mình, và đôi lúc họ bước vào đời họ cũng cảm thấy không được vui. Nhưng ngày hôm nay thì em rất vui đúng không? Em rất vui và rất hạnh phúc khi mà mình có một cơ sở của gương mặt tuyệt đẹp như vậy. À, em có thể xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thuận. À, chúng ta sẽ cùng quay lại trò chuyện với bé chút xíu ha. À, em có thể cho chị biết là hình như trước đây là em có tiêm filler và đến đây giải filler và làm mũi đúng không? À, thì lúc đầu tại sao là em lại không chọn phương pháp nâng mũi mà em chọn phương pháp filler? Tại vì phương pháp vui lên nhẹ nhàng hơn thì tại sao em lại không hài lòng ở điểm nào mà em lại đi sửa lại? Em làm hay em đầu hay sao em thấy không đẹp gì, em không có hài hòa khuôn mặt, em quyết định phẫu thuật. À, là sau khi mình nâng mũi thì em nghĩ là cái lo lắng, cái nỗi sợ hãi, sợ đau ban đầu á, nó có như em nghĩ không? À, cô bé rất là dễ thương và rất là nhút nhát đúng không ạ? À, hy vọng là sau nhiều lần livestream và tiếp xúc với khán giả và rất là nhiều người đang theo dõi em, nghe những cái chia sẻ của em, đó là cái động lực của mọi người mà người ta muốn thay đổi như bản thân mình á, thì mong là mình sẽ mạnh dạn hơn sau những livestream tiếp theo nha. À, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Thuận cũng như là bạn nữ đến với buổi livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Rất là hy vọng còn nhiều dịp, nhiều dịp hơn nữa chúng ta sẽ được trò chuyện với nhau hơn. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ạ. Xin chào tất cả các fanpage cũng như các bạn thân thương của Hồng Dũng con.